Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một con máy rửa mát National hay là Nationa theo cách gọi của Việt Nam, BM2. Một con máy còn khá là đẹp. Nếu mà nói về dòng Nam Vòm thì con này hình thức còn rất ok các bác nhé. Em để như này quay cho các bác tổng thể thì các bác sẽ nhìn thấy rõ hơn là khi em quay trên test, quay test thì nó góc cạnh mình nhiều khi không quay được rõ. Đấy, nhưng mà con này thì để như này thì sẽ quay cho các bác được toàn bộ máy móc. Đấy. Con này tình trạng hoạt động ok, hoàn hảo, bảo hành cho các bác 1 năm. Giá thành thì cũng như BM1 thôi, em bán là 3,5 triệu. À 3 triệu 2 xin lỗi các bác nhé. Giá 3 triệu 2. Đây, Nationa thì nó sản xuất 2007, BM2. Con này lưng nhất còn khá phẳng, không có móp méo gì. Riêng bọn Nam Vòm này nó chỉ có một phần này nó là tôn thôi, cho nên là nó đa số nó phẳng rất là đẹp. Đây. Hình thức bên ngoài rất đẹp. Bản điều khiển mọi thứ của nó cũng rất là đẹp, cái con này nói chung là đối với dòng Nationa thì con này nó là dòng đẹp đấy, chứ không có cái gì đáng chê đâu. Rong chỉ của bọn này thì các bác yên tâm nhé, không bao giờ phải lo về rong chỉ của nó đâu ạ, nó luôn luôn mềm như bún thôi, không bao giờ phải lo cái gì cả. Máy nội thất còn khá sạch sẽ đấy. Bọn này thì được cái là ruột inox hết như cái đời trước này đấy. Nhiều bác cứ lo bảo là mua hàng rẻ tiền thì chất lượng kém. Không phải như các bác nghĩ đâu nhé, rẻ tiền nó chỉ là do là mẫu mã nó sản xuất ra trước thôi. Bây giờ nó ra nhiều các cái mẫu mã đời mới hơn thì ắt là các cái mẫu này nó sẽ rẻ đi. Ở bên Nhật ấy, ví dụ như con này sản xuất 2007 nhé, thì họ chỉ dùng khi đến 2010 thôi, là họ vứt kho vứt bãi từ ngày đến bây giờ về đến Việt Nam mình. Đấy, chứ nó trước là chỉ dùng khoảng 2-3 năm thôi, chứ không phải là như Việt Nam mình là dùng đến lúc hỏng vứt đi, dùng đến lúc mà không thể sửa nổi nữa thì thôi mới bỏ. Thế cho nên là cái quan điểm của các bác là mua đời sâu hay là đời cao đối với hàng bãi này các bác yên tâm nhé. Đấy, bên Nhật họ dùng thời gian rất là ngắn, chứ không phải họ dùng từ năm 2007 đến tận năm 2022 đâu ạ. Ví dụ các bác mua một con đời 2015 thì họ có thể dùng đến 2017, 2018 họ đã bỏ rồi. Đấy, chứ là cái tuổi đời, vòng đời bên Nhật họ dùng chỉ tầm khoảng 3 năm thôi. Các bác yên tâm hoàn toàn chất lượng, nó rẻ chẳng qua là do là vì cái mẫu mã nó ra nhiều thì mẫu cũ nó rẻ đi. Các tính năng rửa, thời gian sấy 30 phút 45 các bác, các chế độ rửa tiêu chuẩn này, chế độ sấy này, con này bảng điều khiển còn khá đẹp. Chung tổng thể hài hòa, một con này em để số 2 này. Em bán là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm nhé các bác nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.